Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell với KT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một video. Ok, đợi Hell tí. Ôi, có hư thiệt hoài. Cái này tối hôm qua anh em báo là con Rise of Kingdom bản V2 của chúng ta đã nhập code, mà được cái là code mỗi ngày các bạn đều nhập được ha. Nó ngon như vậy đó, chứ nó không phải như đợt trước mà nhập một lần một là được 1 triệu hay 100 ngàn, đúng không? Bây giờ mỗi ngày nhập được 500 vé, ui, và hai code đều nhập được bình thường. Vậy nó mới hay chứ. Mỗi ngày là nhận được 250 ngàn, gì 250 vé, 18.888 kim cương 100 vé này. Và mỗi ngày là được một rương chọn Hero SB 500 vé. Đây được 50 nữa. Ôi, vậy là được 300 vé một ngày. Wow, trời. Ôi, cái này ôi, ta tính tạo lời cái acc mới chơi nhưng mà chắc hồi quá. Tạo lời chi nữa. Wow, vậy là chơi được rồi. Ôi, nè, luyến trụ nè, ui, trời ơi, 7 rương, wow, uầy, đi gacha luôn. What the hell. Ok, bồ ơi, ngon. Uầy, nhưng mà chưa biết là lên cao rồi nó có sự kiện hơn cái gì không thì chưa biết, nhưng mà, uầy, mỗi ngày mà nhập được code này thì thơm rồi anh em ơi. Ôi, nhưng mà cái này là làm sao mở ta? Để tí coi. Đây, bấm lại coi. Hay, nó ghi là gì đây? Ôi, nhanh quá. Rồi, hụt nữa rồi. Biết ngay mà, khoan từ từ. Đấy, ok nè, cái này dịch được rồi. Kìa rồi. Không đủ cấp bậc cao quý. VIP 5 mới có thể cắn được cái này à. Úi dồi ôi. Nếu mà mỗi ngày mỗi xài được thì ôi, không quan trọng gì mấy thứ này. Trời ơi. Không nhận quà ha. 2-3 ngày nay không vô. Cũng ôi, tưởng đâu là nó không ngon. Nó đâu có chơi làm gì anh em. Trời ơi. Nhưng mà ai ngờ đâu. Ôi, ngon lành. Ôi. Ai si ba. Nè, đâu rồi, để vô coi cái gói nào đó, Heo cắn thử cái cho anh em xem. Để tí. Ok. Ôi, nhận được luôn rồi. Ôi, nhận được luôn rồi. Ôi, nhận được luôn. Ôi ôi. Này gói 6, gói 3, này này 50 mảnh mà nó quan trọng nè. Ôi, mua luôn đi. Có chuyện mà. Đó, còn 400 ha. Ok không? Còn 400. Đây. Ui. Ui. Có viên đá nè bột. Có nên đớp không? Chấp hết hạn rồi. Này không có gì. Chắc lụm viên đá này quá. Lụm đi. Ui. Giờ đi kiếm đá tím hơi khó á. Sắp hết mẹ nó rồi. Hay là tạo à, mới lời chơi ta. Ủa mà cái này vô nhập code là thấy nó 3-4 cả trăm server, cả 10 server mà. Cái lúc mà vô game chọn server thì Heo chọn không được nha. Nó tức là tức vậy đó chứ. Chắc thôi, chắc mình tạo lạc mới. Mình tạo lạc mới rồi mình nhập code rồi mình quẩy rồi chứ. Vẫn code cũ nha anh em ơi. Vẫn code cũ thôi. Đó. Rồi, ui. Nào, đủ đá cho nó lên không? 5 con lên 9 nữa. 5 con lên 9 thì bây giờ nó không ra server mới, chơi bên này thì nó bị họt. Má chán thiệt chứ. Thiệt luôn á, chơi giờ sợ chơi thì nó họt mà, chơi là họt chắc rồi chứ gì nữa. Trời ơi, Ủa, khoan. Đúng rồi, nãy mình chọn chị Luyến. Kìa, mua cái này ra được gì vậy? Rồi, cái này có được random hả? Trời ơi. Uầy, tưởng đâu là được ấy. Ai ngờ, ui dồi ôi, random. Chán rồi. Nào, 400 mấy vé. Đâu rồi, ok.
đây đây, mở hết để kiếm food, kiếm phôi đồ chứ, đúng không? Trời ơi, hợp lý quá trời. Đấy, ôi không ngờ bản này chơi ngon nha, nhưng mà không biết chừng nào nó sập thôi. Mấy bản này nhanh sập lắm, phải chi mà nó ra nhiều server thì mình còn đỡ ớn, chứ nó có một server duy nhất à. Như hôm qua kia heo up cho các bạn con thần thú đại chiến bản V7 V8 V9 gì quên rồi đó. Nhưng mà nó phải như mấy cái bản này á, mà nó cũng được nhiều server như vậy thì ngon. Chứ này thấy có server một vô chọn server không được, không biết anh em làm sao. Đó là do heo ngần ngạch không có 200 bé rồi, lâu quá không có mở ra được thì không biết. Chứ còn thiếu nhiều vậy bộ. Nào để khóa lại đi, tránh tình trạng là nó sẽ bị ấy. Và chỉ luyến trụ SB, ok. Nào lên. Nào giờ là mình phải suy nghĩ tới những thứ mà cao sang hơn, ví dụ như là một con tướng mà UR. Mà không biết bản này có UR không ta, hồng quá. Để coi coi vô đồ dám coi. Uầy, SB nè, Muzan rồi. Ôi, nó cập nhật tới Muzan luôn rồi nè. Uầy, hãy hiếm có con nham trụ đồ luôn rồi. Trời ơi, không cần lo rồi các bạn ơi. Ok, ok, game ok. Ủa mà con Muzan là hệ nào, quên mẹ nè, hệ bên này. Uầy. Được, chơi được, nhưng mà hình như là phải lên cao lắm mới mở được con Muzan hay là sao đấy, heo không biết nữa. Ôi, VIP 5 rồi này. Kìa, quà VIP có gì ngon. Quà VIP 2000 mấy. Ôi, 48.000 kim cương, quậy chứ. Ảo ma Canada. Ôi, thôi, để chơi cái hạt này đi, rồi mai mốt mình rảnh rồi mình tạo lại mới. Giờ chơi cũng chủ yếu cho vui thôi, chứ cái này là giờ chơi là kiểu trải nghiệm á. Chứ để mà chơi mà bên này mà cài được lâu dài thì còn ngon, chứ kiểu chơi 2-3 ngày trải nghiệm thôi, chứ chơi bời gì bên này. Uầy, con mắm này nhiều dữ ta. Uầy. Nhưng mà phải lên cao để mở ra thêm nhiều thứ, chứ nó mới có level thấp à. Nhưng mà bây giờ phải cho con nào nó lên nữa ta. Con này cũng có 2 con à, méo lên được 9 sao. Con này cũng thế. Ôi giời ơi. Kìa, bên này cũng thế. Bên này cũng vậy. Không có con nào mà lên 9 sao được luôn á. Nào, thế thì chúng ta sẽ có một cái cách. Khoan, để tao mở mày ra thêm cái nữa. Rồi, ủa lộn rồi, vô lộn cháu ơi, lộn cháu ơi. Đúng rồi, bên này hôm bữa mình mua hết rồi mà. Ủa, mỗi ngày là nó mỗi khác à. Wow, ủa cái đá này đá gì ta. Ui, ở phía sau này, wow. Ui, cái cục này ngon này. 600 mấy lận, 600 mấy là phải tích 2-3 ngày đấy anh em. Ui, vậy là phải nhịn ném 2-3 ngày. Nhưng mà, ui, code ngày nào cũng nhập được. Ui, nó ngon vậy đó. Ngon lắm. Nói chung bản này ngon. Được cái thì anh em nhớ cho em xin một like, một share và một đăng ký kênh ha. Kiểu như dạo này cũng ít lượt đăng ký kênh, lượt tương tác rồi á. Được thì anh em đăng ký mạnh tay ha. Nhớ xem hết mấy cái video của heo giùm heo nha. Để có thêm ít động lực coi. Nào, mình lấy hệ này đi. Mình còn một con đam. Thì mình lấy, mình đi đổi con này đi. Này 2S hay 1S vậy ta. Mình đổi con này đi. Ok.
Ok, mình cần đổi ra cái con này này, con này. À, con hỷ trụ. À. Con đó hiện tại là bên đội hình chính của heo nông dân, heo vẫn nuôi ok lắm. Sao nó ra toàn con thường không vậy ta? Đậu thứ chuyện thì chứ. Uầy, tính ra mà để mà nó lên được một con hiếm là cũng chẳng ai khoai củ trời. Ơ kìa. À con này cũng ủa không, con đó là con SR thôi, gì quên mẹ nó rồi. Sao ra toàn con này không nhỉ? À xí bà. À ta đang cần con kia. Uầy, cần cái con mà hiếm nhất của ấy nữa chứ, chắc không ăn nổi rồi. Rồi, có lụm luôn. Có rồi. Ảo thịt đấy. Không ra cái con mà mình cần luôn. Ok. Sẵn đổi rồi thì đổi luôn cái con thủy trụ để làm tướng đam đồ này nọ, nhưng mà rồi nó vậy là hơi fail đấy chứ, còn có 3 lần rồi bầu ơi. Miếng ngon là miếng cuối. Ok, miếng cuối luôn nào. Thì kiếm mình có con gì ngon không? Ok, không thấy con nào ngon cả. Ok rồi. Ủa đúng rồi, mình mở được rồi. Ủa khoan, ở đây còn điểm, đúng rồi, mở nè, mở nữa nè. Ủa rồi, ok hết rồi, hết vé rồi. À xì bà ơi, xả đống này ra luôn ha. Đấy, mỗi ngày là được 300 vé gacha, 18.888 kim cương và một rương, một con hero SP ha, và một cái bà 500 vé mỗi ngày ha, nhập code là được nha các bạn ơi. Đó. Anh em nào có chơi thì tải về. Link heo để dưới phần mô tả cũng như là bình luận ha. Bạn thấy cũng ngon. Chơi giải trí ok. Còn anh em mà không thích thì bó tay, vì bản này heo thấy là khá hôm rồi đấy. Còn chừng nào nó sập thì chừng đó là tính sao, chứ hiện tại thì chưa thấy nó sập, chưa có dấu hiệu gì hết á. Chơi được, thấy nhiều anh em cũng đang chơi ha. Đó. Ui. Chắc heo cũng heo đám đông. Mình cũng ui, mỗi ngày 300 là nhiều ấy. Đùa. Hai mảnh nè, gom về 35 mảnh. Khoan từ từ để coi coi. Ui, ở đây được một rương chọn. Ê, nhưng mà chọn thì chưa biết chọn con nào luôn. Mở random cái coi nè. Ở đây thì tỷ lệ ít hơn. Mình cũng có con tướng tăng rồi, nên là chắc cũng không cần con con SB kia để lòng con gì ta, con hỏa trụ để mà tăng. À xì bà. Nào coi hiếu nè ha. Hiếu chán thế, hiếu một con luôn. Giờ chắc phải lấy con này nâng lên 5 sao đỡ. Rồi bên này cũng thiếu luôn. À, quay vậy mà ra hiếu luôn. Bên này, uầy, bên này được một con nè. Đó. Rồi. Uầy, phải được 5 con 9 sao thôi, nâng đại gì đó đi. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đây, để vô coi vài con nó lên cấp rồi sao ha. Đấy, quan trọng là hiếu, vẫn hiếu A-ship như mọi khi à. Chắc phải lên vô shop đồ mua đổi ngược qua mới có. Shop kim cương đồ, shop vé đồ. Nói chung bản này mình cũng gọi là có điều kiện, mình có thể mua được cái này kia kia nọ. Nó là chơi ok á. Anh em chơi thì đừng có spam, đừng có phá. Nhiều ông chơi thì ít, mà vô phá thì nhiều. Bởi game nào còn đâu chơi anh em.
Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ cho em xin một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em ơi.